who are to be ordained priests come forward. Tantai Nguyen. Oh God. Thưa con đây với tất cả lòng thành, thưa con đây với những gì trống vai, thưa con đây bao gian dối toan tính mọn hèn, những nhem nhuốc vây kín cuộc đời, lạy ngài thưa con đây. Thương con đi, Chúa ơi, con chẳng là gì. Thương con đi, Chúa ơi, dẫu đời thị phi. Thương con đi, dù cuộc sống con mãi lỗi lầm, và nhiều lúc con chẳng thương chính mình, lạy ngài thương con đi. Chúa ơi, cuộc sống nhiều bon chen, đời lắm phen bé bàng, tình thế sầu ngổn ngang. Xin Chúa thương, dù ban phước ơn thiêng, dẫn lối con soi đường, tìm về với mến. Xin Thánh Linh giải thoát gông xiềng. Thánh hóa con, xin Thánh Linh mở mắt tội khiên. Thánh hóa con, dù con muốn làm kẻ tội đồ, là ngôn sứ bất tín cho ngài, lạy ngài thánh hóa con. Con chẳng là gì. Thương con đi, Chúa ơi, dẫu đời thị phi. Thương con đi, dù cuộc sống con mãi lỗi lầm, và nhiều lúc con chẳng thương chính mình, lạy ngài thương con đi. Chúa ơi, Chúa ơi, cuộc sống nhiều bon chen, đời lắm phen bé bàng, tình thế sầu ngổn ngang. Xin Chúa thương, dù ban phước ơn thiêng, dẫn lối con soi đường, tìm về với mến thương. Thánh hóa con, xin Thánh Linh giải thoát gông xiềng. Thánh hóa con, xin Thánh Linh mở mắt tội khiên. Thánh hóa con, dù con muốn làm kẻ tội đồ, là ngôn sứ bất tín cho ngài, lạy ngài thánh hóa con. Thánh hóa con, dù con muốn làm kẻ tội đồ, là ngôn sứ bất tín cho ngài, lạy